Hi, xin chào tất cả các bạn Biner của Bên Nước Ngọt nha. Thì Thành đưa tới một thông tin cực kỳ là vui cho các bạn Biner nha. Thì cái thông tin này rầm rộ sáng giờ trên mạng, nhiều bạn cũng đã biết rồi đúng không? Cái trang Forbes này, tạp chí Forbes là tạp chí hàng đầu của thế giới nha, tại Hoa Kỳ nha các bạn. Chuyên viết về các tỷ phú thế giới, về các doanh nghiệp top đầu thế giới. Về tới hôm nay Forbes đã đưa tin chính thống về Bên Nước Ngọt nha. Bi là một cuộc cách mạng tiền tệ mà ở đó có hội tụ những con người ưu tú về xuất sắc nhất, những sản phẩm công nghệ ưu việt về tiến độ hàng đầu thế giới. Những gì Bi đang diễn ra quẻ không sai khi nói Bi là một vị vua thế giới tiền kỹ thuật số. Đây nha các bạn, cái trang này là trang Forbes đây nha. Thì họ mới có đưa cái thông số lên là cái con vé là khởi đầu thôi nha các bạn, là 24,75 đô là cái trang Forbes này nè đưa cái giá bi á là 24,75 đô nha các bạn. Thì giá nó cũng chưa là cao, cũng gọi là tương đối thôi chứ chưa gọi là cao nha các bạn. Đây nè, trang Forbes là trang hàng đầu của Hoa Kỳ, thì những người nổi tiếng được đăng trên đây, ví dụ như tỷ phú của Phạm Nhật Vượng ở Việt Nam mình cũng có trên trang Forbes này nha các bạn. Đó, thì các bạn nghĩ là bi có thành công hay chưa? Đó, nếu mà một cái trang Forbes hàng đầu của thế giới mà trang đưa về thông tin về bi thì chúng ta còn ngần ngại gì nữa đúng các bạn, ngần ngại gì mà chúng ta không kích tia sét hàng ngày đi, đừng bỏ lỡ. Đó, các bạn thấy chia sẻ của Thành hay thì nhớ cho Thành một like, một đăng ký kênh nha, và hãy kích tia sét đều đều nha các bạn.